Rồi Vũ ơi, mến chào các bạn nha. Đây là một chiếc Jetta 2190 của đại gia cao su. Chiếc này thì anh chủ lấy một năm rồi nè. Cao su này hình như là chung với của cao su, chung với chung chủ cao su Đồng Nai luôn nha. Nên nó là bây lần hình như nghe nói lấy là đâu khoảng mười mấy chiếc hay gì đó. Nên nó là số lượng rất là nhiều luôn. Nên nó là chiếc này để số 05 luôn nha. Chung chủ với cao su Đồng Nai luôn. Thì cái đám anh em đang xịt thuốc cỏ cái đám cao su non này nè, thì nó dính lại xong rồi lấy chiếc này ra giật ha. Em quay sơ nha, sơ cho các bạn xem nha. Chiếc này được sử dụng một năm rồi, nó sẽ như thế nào ha. Thì thường thường mấy chiếc làm cao su này á, một năm á, thì nó sẽ chạy với cái kiểu không có nhiều hết các bạn. Nó chẳng qua là nó cài chăm sóc cài đất rồi nè, ốp ra ốp vô chăm sóc rồi xịt thuốc này kia ha. Quan trọng là xịt thuốc á. Cái công ty này thì chung với chỗ với Nghĩa ba lần xịt thuốc á. Nghĩa ba lần xịt thuốc cho cao su luôn nha. Quẩy cái bình lớn á, sao á, mình xịt từ đây mình phun thẳng lên á, phun thẳng lên cao su luôn ha. Là cái đó nó gạt lên đâu 6 mét hay gì đó. Jetta. Thì nói chung cái cần nó là đồng tốc ha, đồng tốc tiến lùi nên nó là rất là sướng luôn nha. Rồi mất cái ấy này. Cần đồng tốc hay như cái cần đồng tốc hay như nằm bên đây hay gì quá, bên đây nè. Cần số 9 là cần số 9 nằm bên kia ha. Rồi sau cái này hình như là nó là 18.430 ha. 18.430 luôn. Quay 1-2 phút cho các bạn xem chơi nha. Anh em Tây Ninh thì mua Jetta này cũng nhiều nha. Mới đây hình như là Úc em trên Phước Ninh cũng mua nữa. Nhà Úc em mua ha. Úc em là nhà Úc em là có chiếc Isuzu, hình như là chiếc Isuzu lần mấy ngàn quên này, 8.000 9.000 gì mình quên này. Sao cái nắp capo này nó xa dữ vậy ta? À các bạn, sao nắp capo này sao nó khoảng cách nó xa cái này dữ vậy nè. Đấy, bây giờ một lát mà hỏi anh chủ ha, sao nắp capo nó sao nó xa cái này vậy? Mình đâu có dời chặn cái gì đâu ta. Sao nó xa ra? Tại giờ trước nó cũng y cũ nè, ngàm vô y cũ ha. Ngàm y cũ, phá y cũ. Sao khúc đó tự nhiên nó xa ra dữ vậy? Mà anh chị thuốc đến tới rồi nè. Xa, khoảng cách nó xa 2 phân luôn nha. Gần 2 phân luôn á. Sắp hết thuốc rồi. Cái bên này gà yếu quá. Chưa hết đi nữa. Rồi ảnh đi nữa thì mình cũng kết thúc video luôn ha các bạn. Kết thúc video luôn nha. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Bây giờ mình đi dài xuống dưới bến cầu ha các bạn. Rồi chào các bạn nha.